chính những lời nói đó làm ngất ngây, nhưng anh lại đi nói mưa với những người sao. Thật không muốn đâu em ơi, vì tình đã hết anh sao đây? Chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao? Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em khi anh không yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em. Không bao giờ có khái niệm bị giữ người yêu, bởi vì cái thứ nhất ấy, người yêu thì không phải là đồ vật, mà cái thứ hai ấy, là người yêu thì càng không phải là chó mà bỏ là tuột xích mà chạy lung tung được. Em ở phương trời xa lắm em ơi, người ơi mình ơi, chạy đi đâu để có đêm vui vui cho nỗi buồn. Mà em sẽ xét thích là trời yêu bốc phét, mà đây góc cạnh không góc chết. Lướt ngang qua các em là khóc thét, bọn anh toàn dựa vào mấy thằng khác chỉ vang thôi. Hỏi em thích ăn gì, em chẳng đợi chứ còn là ăn chơi. Nước vô club, tự tin toàn đội em là đi vào. Dừng ngay với sổ chỉ cầu mãi chẳng biết là khi nào. Ê chờ đợi anh sẽ...
đẹp trên điều tango, lãng mạn nhiều pháp, vừa tuyệt với đủ vàng, để từ mình ngọt như là mango. Tiền là cà phê, thêm cả túi và trang sức, để trong này sặc sỡ như là sang hô. Việc gì làm khó, tiền anh credit long, vì làm người đẹp nên cứ mang vô. We'll be right back.
gái hướng nội như bọt biển, thường sống theo múi giờ của gái ngoan. 6 giờ chiều đã là tối muộn rồi chàng. Anh cũng chỉ muốn ở bên em mà tối nay dù là đâu đây vẫn chờ. Nhanh vẫn sau khi quan chờ đến đây dù là yêu đây sẽ trong mơ. Ta thôi chìm đắm trên đường nhiều đêm mỗi giây rồi cũng nhìn ngắm những đâu ngờ. I'm falling down to break. Luôn ở đẳng cấp khác và nếu mày muốn đưa bọn mày quay ngược thời gian rồi kéo mày xuống. Hà Nội chính là nơi mà bọn tao được sinh ra. Nhà bọn tao sáng trưa chiều tối được phát ra lo. Mình chỉ cửa ảo, thời 2000 năm đều phi nà. 1200 gọi thêm, được cho mình một cốc trà đá. Khi cần xa vẫn còn xa lạ, giữ cái tên Bồ Đạt tài mà. Một thằng gấp 203 là thoải mái uống rượu tại cả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Just like baby, it ain't the difference, baby.